Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam trọng nam khinh nữ. Ngoài sự thiếu vắng gương mặt đại diện phía Nam trong tứ trụ, Đại hội 13 còn mang đến một điều bất thường khác, đó là việc nhân sự là nữ giới không chỉ không góp mặt trong tứ trụ mà cũng giảm đáng kể trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà quan sát Trịnh Hữu Long đã tổng hợp các số liệu cụ thể từ các kỳ đại hội để đi đến nhận định Đại hội 13 nữ giới gần như không có chỗ đứng trong chính trường Việt Nam. Đây là hình ảnh Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 ra mắt tại đại hội. Chỉ có 9,5% tổng số ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là nữ, tương đương 19 trên tổng số 200 người. Trong đó 18 người là ủy viên chính thức, 1 người là ủy viên dự khuyết. Chỉ có 1 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan được cho là có quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nữ, đó là bà Trương Thị Mai. Bà Mai hiện là trưởng ban dân vận Trung ương, một cơ quan không mấy quan trọng của Đảng, và bà cũng không được kỳ vọng sẽ nắm giữ vị trí quan trọng gì trong 5 năm tới. Và chỉ có 1/5, tức là 20% ủy viên mới của Ban Bí thư, cơ quan giúp việc cho Bộ Chính trị là nữ, đó là bà Bùi Thị Minh Hoài. Bộ Chính trị sẽ cử thêm thành viên của mình vào cơ quan này, và nếu có thêm thì cũng chỉ thêm được một người là bà Trương Thị Mai. Như vậy, so với khóa 12, số nữ ủy viên Trung ương giảm 1 người, số nữ ủy viên Bộ Chính trị giảm 2 người. Trong số các nữ ủy viên khóa 13, không có ai sẽ nắm giữ các vị trí trọng yếu trong Đảng hay Chính phủ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, từng là Chủ tịch Quốc hội khóa 12. Tứ trụ khóa này lại toàn là nam, theo dự kiến. Việc nữ giới chỉ chiếm chưa đến 10% trong Ban chấp hành Trung ương của Đảng có thể coi như phản ánh địa vị thực tế của họ trên chính trường Việt Nam. Nhà hoạt động xã hội đã giải thích lý do tại sao tỷ lệ nữ tham gia chính trường ở Việt Nam lại thấp tới mức thảm hại như vậy trên cơ sở định kiến xã hội. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai là đại diện nữ duy nhất trong 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa mới. Ông phân tích như sau. Định kiến giới được cho là một rào cản chính. Nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết, cả nữ và nam ở Việt Nam đều ưa thích lãnh đạo là nam giới hơn. Nam giới được cho là phù hợp hơn với vai trò lãnh đạo, những phẩm chất nam giới, nam tính cũng được cho là những phẩm chất của một người lãnh đạo tốt. Bất chấp mọi lời lẽ, tốt đẹp và lý tưởng công bằng, bình đẳng giới do Đảng Cộng sản Việt Nam cổ suý, bất chấp về mặt có vẻ như khá sáng sủa về tỷ lệ tham chính của nữ giới, Việt Nam trên thực tế vẫn đang do nam giới thống trị gần như tuyệt đối về mặt chính trị. Nhà quan sát Nguyễn Hùng cũng có cùng quan điểm trên khi nhận định như sau. Trong cái gọi là tứ trụ lại toàn các ông, trong khi một nửa dân số Việt Nam là nữ giới. Đáng buồn hơn là số nữ giới trong Bộ Chính trị giờ chỉ còn 1 so với 3 của nhiệm kỳ trước. Người duy nhất đó là bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, trưởng ban dân vận Trung ương. Tất cả 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam vốn chiếm 15% dân số cũng không có đại diện trong Bộ Chính trị. Như vậy có thể nói chưa tới 20 đàn ông người Kinh, đa số đã già sẽ quyết mọi thứ trong một quốc gia mà dân số còn rất trẻ. Nếu ở Việt Nam có một đảng đối lập, chẳng hạn như đảng 54 dân tộc, mà có cơ cấu lãnh đạo cao cấp như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì báo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tấn công họ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và trọng nam khinh nữ. Nhưng khi chính Đảng Cộng sản Việt Nam làm như vậy, ai mà nói ngược có khi lại bị kết tội chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không có đảng đối lập và thiếu tự do ngôn luận nó khổ như thế. Mới hồi tháng 10 năm 2020, chính báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chạy dòng tít như sau. Việt Nam đứng thứ 87 trên 153 quốc gia về bình đẳng giới. Bài viết nói một mạng lưới đại diện nữ giới ở Việt Nam đã phát động chiến dịch sự nghiệp không phân biệt giới để thay đổi mạnh mẽ nhận thức về cách nhìn nhận về bình đẳng giới của chủ doanh nghiệp cũng như của cộng đồng nhằm mang lại một môi trường làm việc hạnh phúc. Xem ra chiến dịch sự nghiệp không phân biệt giới không có tác động gì tới ông chủ tịch nước, kiêm trưởng đảng và nhiều chính trị gia già nua khác. Hay là họ hành động theo câu nói xuất hiện trên đó mạng xã hội như sau, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, khi đưa ra lời bình luận với đài BBC về nhận định nhân sự tại kỳ đại hội quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đặt ra câu hỏi như sau. Tại sao tứ trụ du di cho nam giới mà bỏ qua nữ giới?
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp vào sáng 22 tháng 7 năm 2016, khi đó là kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Và khi đó bà đã trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Nhà bình luận này nói tiếp, hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại Đại hội 13 trong tứ trụ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ lại từ Nam Bộ không được cứu xét để lưu lại làm việc tiếp, thì theo tôi đánh giá cũng là một điều lạ. Tôi muốn nói tới trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Tôi xin nói là tôi đã có khoảng 4 nhiệm kỳ phục vụ ở Quốc hội Việt Nam, 2 nhiệm kỳ đầy đủ và 2 nhiệm kỳ bán nhiệm, cứ gọi là 4 nhiệm kỳ đi, thì tôi cũng cho rằng một người phụ nữ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân có năng lực sắc sảo, điều hành Quốc hội vững vàng. Là một người không phải riêng chuyện giới tính nam hay nữ đâu, đó là thể hiện sự khẳng định của trí tuệ, của năng lực của cả bản lãnh đạo nữa. Tôi cũng nghe có người nói lại là người ta còn tìm cách bày đặt ra những tiêu chuẩn này nọ, tiêu chuẩn kia, rồi chuyện nọ, chuyện kia, rồi thủ thuật bầu bán để tìm cách gạt đi. Thì với bà Kim Ngân, chuyện xảy ra như thế cũng là một câu chuyện không thay đổi. Và không hay với một phụ nữ lãnh đạo năng lực như thế. Dần dần sẽ soi tỏ câu chuyện bên trong, nhưng ngay lúc này nhìn thấy bên ngoài, tôi cho rằng trong những lãnh đạo của Việt Nam hiện nay mà biểu hiện được năng lực, bản lĩnh, điều hành, thì cá nhân tôi cũng có nhiều người đồng tình với tôi là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên quán tỉnh Bến Tre, là một nhân vật rất là sắc sảo, rất là tốt, mà nếu ở lại làm việc thêm thì cũng rất là tốt. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà họ đã loại bà ấy trong 10 trường hợp đặc biệt mà lại không có bà ấy, và theo tôi bà ấy xứng đáng là một trường hợp đặc biệt nếu những người tổ chức Đại hội 13 cơ cấu nhân sự với đa trường hợp đặc biệt như vậy. Và với bà Kim Ngân thì bà ấy phải nói là trường hợp rất đặc biệt. Tại sao tôi phải nói như thế? Là bởi vì lâu lắm mới có một người phụ nữ được như thế. Trước đây, về phương diện phụ nữ làm lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có bà Nguyễn Thị Bình. Trong đối ngoại, bà ấy cũng tỏ ra rất sắc sảo, tài năng và ai cũng thấy rõ. Sau này, cũng có một số cán bộ lãnh đạo là phụ nữ kia. Nhưng để mà làm toàn diện như bà Kim Ngân thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ đầu tiên mà có thể thấy trong hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm hay ít nhất từ năm 1975 đến giờ. Khi mà có Quốc hội trên đất nước thống nhất mà đi vào khởi động cho nền dân chủ. Tôi nghĩ rằng đó là một trường hợp phụ nữ lãnh đạo mà rất đáng được đi vào lịch sử và nên phải được tiếp tục sử dụng để tận dụng được sự đóng góp cũng như năng lực, tài năng của bà ấy. Chứ tại sao lại đi du di ngoại lệ cho nam giới trong tứ trụ mà phụ nữ như thế thì lại bị gạt ra ngoài. Tuy nhiên, nữ nghi khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ các chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam lại không gây được thiện cảm với dư luận thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh so sánh trang phục của nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nổi tiếng là sở hữu nhiều bộ áo dài sặc sỡ, thêu rồng phượng, đính vàng tuyệt đẹp. Người ta nói rằng mỗi bộ như vậy có giá từ 3.000 đến 5.000 đô la, trong khi mức lương của bà Ngân chỉ khoảng 17 triệu đồng. Nhà thiết kế áo dài Võ Việt Trung từng tiết lộ đã may cho bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến năm 2018. Mỗi bộ áo dài của bà Kim Ngân sẽ tốn từ vài chục hay đến hàng trăm triệu đồng. Và với 300 bộ của Võ Việt Trung thì ngân sách phải chi không thể dưới 30 tỷ đồng. Vì thế mà ngay khi Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi toàn dân tương thân tương ái chung tay ngăn ngừa dịch bệnh vào hôm 23 tháng 3 năm 2020, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đã có luồng ý kiến đề nghị bán đấu giá số áo dài còn dư của bà Ngân để lấy tiền chống dịch vì dân chúng quyên góp sẽ chẳng thấm vào đâu với số tiền mà bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dùng để may áo dài. Trong khi đó, trên thế giới không thiếu những nữ chính khách tài năng mà lại rất giản dị. Cách Việt Nam không xa là đảo quốc Đài Loan, đất nước nhỏ bé, dân số ít, luôn bị Trung Quốc kìm kẹp và đe dọa tấn công, nhưng lại có mức GDP cao hàng đầu thế giới và một phụ nữ lãnh đạo là Thái Anh Văn vô cùng giản dị và bản lĩnh. Chỗ ở là một căn hộ chung cư tại Đài Bắc, tự lái xe đi làm, không cần vệ sĩ, ăn mặc như dân thường. Chỉ khi tiếp khách hoặc công cán nước ngoài, bà mới mặc bộ vest tối màu, không đẹp nhưng nhã nhặn, lịch lãm. Bà được người dân trong nước kính trọng, bạn bè quốc tế nể phục về sự lãnh đạo tài tình và quả cảm. Hay ở Đức, nền kinh tế hàng đầu của châu Âu mới đây, người dân cũng cho biết
để tri ân người lãnh đạo dẫn dắt hơn 80 triệu người dân Đức suốt 18 năm trời. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội ngủ gật trong phiên họp được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Quốc hội trong thời gian bà ta nắm quyền đã làm những việc gì? Đó là câu hỏi được đặt ra. Không dám ra nghị quyết về Biển Đông dù Hải Dương 981 đang ở ngoài khơi, bắt luật sư phải tố cáo thân chủ, hoặc ra luật an ninh mạng, suýt nữa thì ra luật đặc khu, cố tình chỉ hoãn luật biểu tình, không công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, tóm lại mang tiếng đại diện cho dân nhưng toàn là những việc hại dân. Đó là dư luận về bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đương kim Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Áo quần là lượt để che đi sự khiếm khuyết về tâm hồn, nhân cách và trí tuệ là thông tin mà dư luận cũng bình phẩm. Mặc dù một số người dân bình thường đều nhận thấy việc nữ giới không có chỗ đứng trong chính trường Việt Nam, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam rất biết xây dựng hình ảnh trước cộng đồng quốc tế trong vấn đề bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam trong hơn 10 năm qua thường loanh quanh ở con số 25%, xấp xỉ 27%. Ở Đông Nam Á vào năm 2018, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước có tỷ lệ nữ đại biểu cao nhất, cùng với Lào 28% và Philippines 28%. Trên thế giới, tỷ lệ nữ đại biểu của Việt Nam hơn cả Mỹ là 23%, Cộng hòa Séc 23%, Hàn Quốc 19%, Hungary 12%, Nhật Bản 10% và xấp xỉ tỷ lệ bình quân thế giới 25%. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam chỉ là cơ quan bù nhìn, không có thực quyền đến mức là dư luận đã sáng tạo ra một từ riêng để chỉ các đại biểu quốc hội, đó là nghị gật. Và với những diễn biến của đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỳ này, số đại biểu nữ và số người ủy viên Trung ương Đảng cũng như ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam là nữ chiếm tỷ lệ ngày càng thấp đi, chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để thực sự đạt được bình đẳng giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam trọng nam khinh nữ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.